Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách. Và ngày hôm nay không phải là một chủ đề review về những dòng sản phẩm của Kỳ Lân, mà Kỳ Lân review thú chơi của Kỳ Lân Luxury, đó là chơi Playcam. Và Kỳ Lân mới vừa tậu một chiếc Playcam là DJI Mini 2. Đây là một cái Playcam Mini du lịch trông rất tiện và quay rất đẹp và rõ. Nói chung là tiện và gọn. Ok, bắt đầu. Con trai Kevin hãy chào cô chú trước đi. Chào cô chú. Nhìn vô camera chào. Chào cô chú. Ok, rồi bây giờ con bắt đầu. Khui hộp cho ba, đập hộp cho ba nha. Ok, lẹ vậy hả? Trời ơi, lẹ vậy hả? Wow, con khui gì vậy? Khui Playcam. Ok con trai. Wow, đưa ba lượng này cho. Ok. Rồi cậu ra đây đứng khui cho đẹp. Khui vậy nha. Để đó. Wow, cái gì con? Cái bao đựng. Này là bộ cái túi đựng đúng không? Túi sách đựng đúng không? Wow. À, rồi. Cái gì đây? Cái giấy. Wow. Wow. Ngoài cái túi ra thì còn lại cái hộp thôi. Mà trong cái túi này mới là đặc biệt này nha. Cái hộp này bây giờ mình không dùng tới nữa, để qua một bên. Ok. Wow, còn lấy cái gì vậy? Playcam. Wow. Con lấy Playcam trước hả? Playcam, coi trong đây đi. Rồi, bây giờ mình từ từ mình lấy hết đồ ra đã đi, mình coi. Ô, cái này là chắc là sách đĩa thì mình không dùng tới, nhưng mà hiện tại là cũng khui luôn. Ba, con khui cái bao này nha. Ok con trai. Trong cái túi này nó có một cái bịch chống ẩm. Wow, nên ba cái này nó nặng quá. Nặng không, nặng không? Nặng. Wow. Cái này giống như đồ chơi game PlayStation quá ha. Đúng rồi. Ở nhà tên lửa cũng có luôn á. À, có luôn hả? Dạ. Nhớ luôn. Cái này chắc là mình không cần không dùng đến. Trong này chắc là đĩa gì vừa quá này mình không dùng đến. Qua bên trong này thì có một cục sạc bao nhiêu watt đi? Ba để nhẹ thôi chứ không bể của con á. Trời ơi, chưa chừng mà lo bể rồi thế trời ơi. À, cái túi này mình để hết đồ vô mình đi chơi á con trai. Mình đi chơi cái mình đeo này mang mình đi nè, hiểu không? Cái này để đồ chơi được luôn, để xe đồ chơi được luôn rồi. Dạ, tính tới đường nó luôn hả trời. Xe nhỏ được luôn mà. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình test thử ha. Test thử trong này đây, tại vì nó cao. Nó cao. Nó đụng vô để chứ. Không cao, ba trên đây, ba qua đây, ba kia. Cái này này cánh quạt này. Ồ. Con siêu cho ba đi, con siêu đi. Lột cái siêu ra, lột cái siêu dần dần ra. Đến. Lột đi ba cầm cho con lột nè. Cầm. Ui da, ok. Rồi. Cái vậy ra cái này nhỏ mà cái hộp bự cũng chết à. Cái hộp nhỏ mà cái này nhỏ mà hộp bự quá hả? Dạ. Trời, có thấy bao nhiêu phụ kiện không? Cái này nhỏ đâu phải một mình cái này đâu. Có cái đồ này phụ kiện nè, là cái hộp hấp để sạc pin rồi nè. Rồi cộng với cáp sạc rồi nè. Rồi cộng với cáp sạc này. Này ba nó sai. Nói cái gì mà sai? Hướng dẫn nè. À, cái này đồ hướng dẫn ha. Ý là nãy ba nói sai rồi. Cái này là không có sách đĩa gì đâu, không có đĩa đâu mà đây là chính xác là cái đồ hướng dẫn sử dụng đúng không con? Đúng không? Đúng rồi. À, đúng rồi, hướng dẫn mọi người, hướng dẫn nha. Hướng dẫn sử dụng các bước nè. Bây giờ thì hiện tại là hai chị con Kỳ Lân đang đây, đang review về sản phẩm thôi. Và để thực hiện nó thì tại không gian này thì Kỳ Lân không thể thực hiện được. Và xin hẹn với tất cả các bạn, các anh chị, cô chú hãy theo dõi clip tiếp theo. Kỳ Lân và Kevin sẽ tiến hành đi quay review mà quay thực tế ở không gian, một cái bối cảnh, một cái một cái môi trường gọi là tuyệt đẹp dành cho quay cao. Vâng. Và hãy follow, đăng ký kênh YouTube này, like và đăng ký kênh này. Không nữa. Rồi, ok. Thôi chúc tất cả mọi người vui vẻ ha và luôn thành công. Xin chào, chào cô chú, chào anh chị, chào các bạn. Gặp buổi sáng. Ngại gì? Ngồi đây. Nào đi, cho đừng quên. Xin chào. Con kia mình chào.